Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là sản phẩm máy bơm mỡ Goku GZ3. Hãy cùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Máy có dung tích bình chứa 12 lít, truyền dẫn áp lực từ 24 đến 32 MPa, cho lượng mỡ ra từ 750g trên 1 phút, áp lực nén từ 0,6 đến 0,8 MPa, trọng lượng của máy là 14 kg. Đi kèm theo máy đó là dây áp lực dài 6m và một cây súng bơm mỡ. Trên thân máy chúng ta có thể thấy là thương hiệu Goku được dán. Bên trên có chỗ tay cầm để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển. Móc treo dây áp lực đầu khi nén vào, đầu mỡ ra, thùng mỡ, khóa nắp. Khác với máy bơm mỡ bằng tay, chân hay máy bơm bằng điện, Goku GZ3 sử dụng khí nén của máy nén khí để tạo thành áp suất đẩy mỡ đến động cơ của máy và không tốn nhiều công sức. Goku GZ3 hoạt động mạnh mẽ, bơm mỡ ra đều, vừa đủ nên tiết kiệm mỡ. Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng, máy cũng chiếm nhiều diện tích cất giữ và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng vận chuyển dễ dàng khi làm việc. Máy có độ bền mềm cao, ít xảy ra sự cố kỹ thuật. Máy bơm khí nén Goku GZ3 có cấu tạo đơn giản và dễ dàng sử dụng. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy gọi ngay cho chúng tôi để đặt hàng qua số hotline tại thành phố Hồ Chí Minh 0988 397 33. Mọi thắc mắc các bạn hãy để comment bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.